Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với quý vị và các bạn thì bất động sản Niềm Tin luôn luôn là mong muốn chia sẻ cho quý vị những cái kinh nghiệm, những cái giá trị về đầu tư bất động sản. Vậy để đánh giá toàn diện thì đầu tư mua chung bất động sản, đất nền là cơ hội hay là cái rủi ro? Thì sau đây tôi cũng sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được các cái kiến thức để cho quý vị đầu tư bất động sản một cách an toàn. Nhiều bạn vẫn nói với tôi là mua chung bất động sản vẫn có rất nhiều cơ hội để sinh lời. Đúng như đó là khi bạn tỉnh táo, hiểu biết và phân tích rõ ràng điểm được và điểm mất và chọn đúng hình thức đầu tư chung bất động sản. Có thể xem cách này là một trong những cái giải pháp bổ sung và có cái triển vọng thay thế cho các cái phương pháp đầu tư bất động sản có cái truyền thống. Với cái hình thức mua chung bất động sản kiểu truyền thống thì nhiều người thân quen cùng góp vốn và có thể cùng đứng tên, hoặc là chọn một người uy tín đứng tên trên sổ, hoặc mọi người cùng đứng chung một cái quyển sổ, chung một cái quyền sở hữu ở cái sổ đỏ đó. Thường thì ít hơn vì là thủ tục khi chuyển nhượng phải có những cái chữ ký của mọi người. Ví dụ là hai người đứng tên, hai gia đình đứng tên thì phải có bốn người ký khi mà chúng ta bán ra. Nó cũng rất là phức tạp, đúng không ạ? Vợ chồng nhà này hoặc là vợ chồng nhà kia nếu mà chúng ta đứng tên chung. Còn với cái hình thức huy động vốn từ cái việc chia nhỏ cổ phần bất động sản, đa phần người đầu tư chỉ đưa ra chỉ là đưa ra cái đầu tư chung. Hình thức này rủi ro, đặc biệt mua chung còn kèm theo cam kết lợi nhuận, đúng không ạ? Nếu mà bất thường lại càng rủi ro. Đấy. Như tôi đã thông tin ở cái câu hỏi trước là mô hình này trong kinh doanh bất động sản chưa có cái khung pháp lý điều chỉnh cách thức để các chủ đầu tư, đơn vị huy động vốn phổ biến vẫn là cam kết lợi nhuận cao, dẫn đến là gì? Biến tướng gây rủi ro cho nhà đầu tư. Để lôi kéo nhà đầu tư, một số bên dùng mồi cam kết lợi nhuận khủng, tài sản nhà đầu tư sở hữu không được chứng thực, không có cơ chế kiểm soát vốn. Cam kết lợi nhuận có chi trả hay không vẫn phải phụ thuộc vào chủ đầu tư, nên rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư. Tiền ít cũng có thể đầu tư kèm theo cam kết lợi nhuận, nghe thì rất là lý tưởng nhưng rất không an toàn về cái mặt bảo toàn cái tài sản và cái nguồn vốn của nhà đầu tư. Thì quý vị cũng đã thấy rồi đấy, trong cái việc mà chúng ta đánh giá toàn diện thì đầu tư mua chung bất động sản, đất nền là cái cơ hội khá là rủi ro, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta khi mà đã đi mua chung bất động sản thì chúng ta cần phải có nhiều cái kiến thức. Thứ nhất là chúng ta biết được rằng là khi đứng chung sổ thì chúng ta cũng phải có cái cam kết là bao giờ bán và bán là theo như thế nào, là chúng ta phải có một cái sự đồng lòng nhất trí, đúng không ạ? Chứ ông muốn bán hay bà không muốn bán là cũng rất là dở. Rồi đến cái việc là không, người muốn bán người không muốn bán là sinh ra cãi nhau, cãi nhau là thành ra rất là dở. Đó là một cái mà chúng ta cần phải có một cái sự thỏa thuận trước khi chúng ta mua chung. Theo quan điểm của tôi ấy, thì khi mua chung ấy, nó có rất nhiều cái khái niệm về cái mua chung. Mua chung là chúng ta phải cam kết, ví dụ như là đầu tư lâu dài hay đầu tư ngắn hạn. Đầu tư ngắn hạn ấy, thì có thể là chúng ta mua lướt bán lướt lãi 50-100 là chúng ta cũng quy định luôn là lãi 50 hay lãi 100 là chúng ta phải bán, ví dụ như thế. Còn nếu mà để thì chúng ta bán là ví dụ như là lãi 200 hay lãi 300 là chúng ta cũng phải có một cái sự cam kết rằng là cái lợi nhuận là được cần này là chúng ta bán. Nếu như bên A mà nhất trí bán, bên B không nhất trí bán với cái giá đó thì
bên A hay bên B sẽ lấy lại với cái giá như vậy, đúng không ạ? Người ta nghĩ rằng là rẻ không bán thì phải lấy lại cái giá đấy cho cái bên người ta cần bán, đúng không ạ? Thế cho nên là cái đấy cũng là cái hình thức mà chúng ta cần phải cam kết, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trong cái phương pháp đầu tư bất động sản thì nó có rất nhiều cái kiến thức, quý vị cứ dần dần học hỏi quý vị sẽ nắm được. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.